Việt Hương bật khóc vì bị nói nặng lời khi làm từ thiện. Nghệ sĩ Việt Hương bức xúc bật khóc trên sóng livestream khi chia sẻ về việc bị cư dân mạng đưa ra những bình luận có phần nặng nề, xúc phạm việc làm từ thiện của hai vợ chồng. Mới đây, nghệ sĩ Việt Hương gây chú ý khi livestream lên tiếng về việc làm từ thiện của hai vợ chồng trong suốt thời gian qua bị cư dân mạng công kích. Những lời lẽ nặng nề dành cho việc thiện nguyện của gia đình và công ty khiến chị vô cùng bức xúc. Việt Hương cho biết, từ hơn một tháng nay, chị và chồng, nhạc sĩ Hoài Phương cùng ekip đã không còn làm việc mà chuyển sang làm từ thiện. Xem đây như một công việc chính thức của công ty. Việt Hương khẳng định, công việc từ thiện hoàn toàn là tiền của hai vợ chồng bỏ ra, không kêu gọi đóng góp từ bất kỳ ai. Chị chỉ nhận của những người bạn thân thiết đang sống tại hải ngoại muốn ủng hộ việc làm từ thiện của hai vợ chồng. Nhưng chị cũng không nhận tiền, người ủng hộ cũng chỉ gửi gạo hoặc nhu yếu phẩm để chị gửi đến cho những nơi cần. Chính vì tự bỏ tiền ra làm nên vợ chồng hoàn toàn có quyền quyết định cách làm của mình. Theo đó, những nơi nào cần hỗ trợ cứ nhắn tin trực tiếp cho vợ chồng Việt Hương trên trang cá nhân của chị. Ekip của nữ diễn viên hài sẽ liên hệ lại để xác nhận người đó cần hỗ trợ gì. Sau khi nhận được thông tin công ty sẽ lên đơn để tiến hành đi trao tặng, tất cả đều được làm rất chỉnh chu và chuyên nghiệp. Việt Hương thẳng thắn đề cập đến tài khoản có tên Hà Nội đã viết, cố giải thích cho mọi người hiểu tấm lòng cao thượng của mình. Kiểu như người hát người bè, loại người này ngoài xã hội cũng chẳng tốt đẹp gì. Trước lời chỉ trích này, Việt Hương tỏ thái độ bức xúc của mình. Càng thấy tiếc hơn khi biết người để lại bình luận này là sinh viên của một trường đại học. Chị đưa ra nhận định, bạn ấy là người có trí thức, có ăn học. Nói về lý, bạn ấy không sai vì bài này tôi đang công khai nên bạn đó có quyền vào để lại ý kiến cá nhân. Nhưng về phần đạo đức, tôi chưa làm gì bạn. Tôi chưa xin bạn 1.000 đồng và cũng chưa kêu gọi gia đình bạn cho tôi đồng nào. Tôi đã nói sẽ cố gắng làm bằng sức của hai vợ chồng. Khi nào làm không nổi nữa thì tôi xin dừng lại. Vậy mà bạn vẫn lên nói rất nặng lời dù tôi biết chắc tôi lớn tuổi hơn bạn. Việt Hương cho rằng trong bài viết Hà Nội dùng từ loại người để nói về vợ chồng cô là rất nặng. Việt Hương cho biết thêm, việc mình đăng tải thông tin về các địa điểm trao quà là để mọi người có thể nắm được tuyến đường mà người của công ty sẽ làm thiện nguyện trong ngày. Tuy nhiên, với việc nữ danh hài cập nhật thông tin từ thiện lại khiến tài khoản Hà Nội không hài lòng và lên tiếng chỉ trích. Đỉnh điểm là người này không chỉ để lại bình luận trong các bài viết của Việt Hương mà còn đăng tải trên trang cá nhân với lời lẽ thách thức và coi thường. Việt Hương chia sẻ thêm, thời gian qua chị cũng nhận được không ít bình luận tiêu cực khi làm thiện nguyện. Tuy nhiên, chị chọn cách xóa những chỉ trích đó để bản thân xuống tinh thần và tập trung cho công việc đang làm. Nhưng việc tài khoản này ngày càng quá đáng khiến chị bức xúc phải lên tiếng. Nữ nghệ sĩ cho rằng bây giờ người dân đang gặp khó khăn nên họ mới cần đến sự giúp đỡ của chị. Người ta chỉ cần tôi cho vài ký gạo, vài chai nước mắm, chỉ là trong lúc ngặt nghèo này thôi, thì sao lại chửi tôi? Tôi chưa xin tiền của ai mà. Nhiều khán giả đã lên tiếng động viên và mong Việt Hương đừng quan tâm đến những lời chỉ trích vô lý này. Việt Hương khẳng định, buồn thì có buồn, nhưng khi làm chị vẫn quyết tâm và trách nhiệm với việc làm của mình. Sau chia sẻ này, chị vẫn cố gắng giữ sự lạc quan để hai vợ chồng tiếp tục hành trình ý nghĩa này. Hiện tại thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều hoàn cảnh có người thân qua đời nhưng không có đủ tiền để làm mai táng. Khi biết có nhóm từ thiện đang làm những công việc này, Việt Hương không thể cùng tham gia nên ủng hộ tiền mua xe để góp một phần cho nhóm giúp được nhiều hoàn cảnh hơn.